Sáng ngày 17 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 người để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 12, trên đường Nguyễn Ái Quốc, Công an thành phố Biên Hòa bắt giữ Hoàng Quốc Hưng, 31 tuổi và Hoàng Ngọc Lam, 28 tuổi, thu giữ 3 giấy phép lái xe cùng nhiều giấy tờ khác được xác định là giả. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 4 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, tạm giữ 5 nghi phạm liên quan. Qua đó thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả cùng nhiều loại giấy tờ giả như bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cước công dân gắn chip điện tử. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận sử dụng tài khoản đăng trên các trang mạng xã hội để quảng cáo rao bán các loại giấy tờ giả với giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm tại thành phố Hồ Chí Minh làm với giá khoảng 400.000 đồng một giấy, rồi về giao cho khách lấy tiền lời. Hiện lực lượng chức năng đang truy xét 2 người liên quan đến đường dây này là Bùi Thanh Phương, Lê Hồ Tường Vi và tiếp tục mở rộng chuyên án.